Đó là từ 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 anh ơi. Từ từ. Đó là cuối cùng mà số 1 á. Đơn giản đúng không? Không biết cơ duyên hay là anh cố tìm xếp đi sau cùng đúng không? Rồi, đúng rồi. Ok, cảm ơn anh đã điều khiển cái đám trẻ lớn tuổi này rất là giỏi. Đúng không? À, lớp trưởng đúng không? Tư cách của lớp trưởng mà đã làm rất tốt và rất là nghiêm khắc, rất là vui đúng không ạ? Khi mà tiếng điện thoại reng lên là phạt rất là bài bản đúng không ạ? Là nó làm cho đến cái lớp của chúng ta các bạn nỗ lực. Ngày xưa chắc cũng có thói quen giở dây thùng nhưng mà đến cái lớp học thì đúng là đúng không? Và tại vì chúng ta có thấy chúng ta lớn mạnh lên nhiều từ cái lớp này. Ok. À, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh là một cái người trí thức và đi học rất là nhiều nơi mà anh đã dành đến cái sự quan tâm và đặt cách cho Tần, và thực sự là Tần cũng rất là xúc động bởi vì các anh là những người đi học nhiều hơn Tần rất là nhiều. Tuy nhiên là các anh đã dẹp bỏ được cái tôi đến đây để nghe xem cái ông này ông nói kiểu gì. Và mình khát khao lớn nhất là mình cũng có cái giá trị để đợi trao đi, để đó là làm cho mình rất là hạnh phúc. Và mình cũng nghĩ rằng nếu những cái giá trị này anh nhận được thì với cái khả năng của anh vẫn có thể giúp đỡ cho nhiều người khác. Và khát khao lớn nhất của mình là mong anh Hải sao sớm tự do tài chính và những cái thứ mà mình chia sẻ. Yeah. Ok, cảm ơn anh chị. Công ty có một món quà nhỏ tặng đây. Lên lắm. Thực sự chỉ có 3 ngày thôi. À, nhà đầu tư kiệt sức đã làm thay đổi chúng ta rất là nhiều. Thì có vài lời để chia sẻ. Điều thứ nhất là khóa học này nó quá thành công và thành công rất là rực rỡ. Thì đầu tiên là phải cảm ơn anh Dũng, Ngân và Lan đã hỗ trợ với 100% năng lượng để cho cái khóa học đã rất thành công. Xin điều thứ hai mình nói về thầy Tần, như nãy thầy Tần nói thì có hai chữ tri thức và trí thức. Rõ ràng là tri thức có vẻ học tốt hơn là trí thức. Trí thức kéo một thời gian dài bởi bao nhiêu cái rào cản, bao nhiêu cái bàn cập, rồi cuối cùng cũng không có gì hết, cũng phải học từ cuộc đời, cũng phải học từ những người có trí thức, xin lỗi, có tri thức cao cấp. Anh Tần là một trong những cái người mà tôi ngưỡng mộ vì hắn là một nhà trí thức tuyệt vời. Cái việc tự học, mình anh là một minh chứng cho cái việc tự học nó vượt qua mọi cái rào cản bằng cấp hay danh tiếng hay cái gì, nó không còn ý nghĩa ở đây nữa. Vì điều đó tôi rất là ngưỡng mộ và xin chúc cho công ty GV và anh Tâm sẽ thành công rực rỡ trong tương lai. Còn một điều nữa, bí mật này là tôi chia sẻ còn hai điều nữa. Cái bí mật này là tôi chia sẻ lúc cuối cùng. Tôi là một giảng viên của Đại học Y Dược. Wow. Nhưng mà 2 tháng rồi tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc. Yeah. Yes. Tại vì sau khi một thời gian cân nhắc, giống như một cái cơ duyên đến với anh Tần, giống như ở đâu tần số này nó mắc bảo tôi nghỉ việc vậy đó. Thì nếu mà hy vọng rằng cái công ty mà GFB mà trong tương lai phát triển mạnh mẽ nữa, mà anh Tần mà thiếu một hay là cần một người hỗ trợ đến qua, biết đâu tôi sẽ cũng là đầu tư theo dạng tri thức, tôi sẽ trở thành một cái cánh tay mặt hay tay phải của anh Tần trong tương lai. Lời cuối cùng. Lời cuối cùng. Tại sao mình ở đứng ở đây? 20 con người ở đây, nhân viên đã đưa tới. Vậy thì theo cái ngạn ngữ của Ấn Độ, người ta nói đã gặp nhau rồi thì hãy cố gắng giữ cái mối quan hệ cho nó thiệt tốt. Không phải là trong cái kinh doanh không, mà còn trong cái cuộc đời này nữa. Nên hy vọng là anh em sẽ vẫn giữ cái mối liên hệ này trong tương lai. Lời cuối dành cho những người mà chưa tới cái khóa học này, những người mà trở thành kiệt sức trong tương lai á, trong tương lai gần, ví dụ như tuần sau chẳng hạn, thì tôi sẽ đảm bảo với các bạn rằng nếu các bạn mà muốn trở thành một trong những người thành công trong cuộc sống và tự do về tài chính thì nên đăng ký cái khóa học này càng sớm càng tốt. Dạ, xin cảm ơn.